Đây là video thứ 3 về chuyến đi Ninh Thuận của mình. Hôm nay mình sẽ đi hai gái, mời các bạn đón xem. Trước tiên mình sẽ tới đèo Cây Cóc, nơi có thể ngắm toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy. Nhưng thực chất đây chỉ là một đoạn đường phía trên đồi mà thôi. Đây, check in tại đèo Cây Cóc. Toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy. Sau khi ngắm toàn cảnh về Vĩnh Hy từ đèo Cây Cóc thì mình tiếp tục di chuyển tới Hang Rái. Hang Rái cách Vĩnh Hy khoảng 7 km và cách thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 32 km theo đường DT702. Vé tham quan bán như nào cô ạ? Một người là 50.000 bao gồm vé tham quan với xe điện. Một người 50.000 gồm vé xe điện vé tham quan. Ok. Hang Rái thực tế đây chỉ là tên của một khu du lịch mà thôi. Hang Rái không vào được và cũng không còn con rái cá biển nào. Nói tóm lại đây chỉ là tên của một khu vực mà thôi. Nhưng cảnh quan ở Hang Rái rất đẹp. Đương nhiên điểm nổi tiếng ở đây không phải là Hang Rái mà chính là tảng đá san hô khổng lồ đã hình thành cách đây hàng triệu năm và nổi lên mặt nước cách đây khoảng 1.800 năm. Bây giờ mình sẽ đi tới tảng đá san hô như đã đề cập lúc nãy. Người dân còn gọi tảng đá san hô là đá mặt trăng, đá sao hỏa do rất khác biệt với tảng đá thông thường về màu sắc và hình dáng.